Hello anh em, lại là mình đây. Thì theo cái series làm body mask từ cơ bản tới nâng cao này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái nếp nhăn cực kỳ đơn giản bằng ZBrush. Làm trong vòng tầm khoảng 10 phút thôi, không nhiều. Rồi, ra thì tiếp theo cái ghế này mình sẽ chỉ export, lưu ý là chỉ export cái phần da thôi, phần nào mà mình cần làm lưới thì mình mới bọc ra. Rồi như đây thì mọi người thấy là cái hình của mình nó đang trơn tru, nó không có một cái nếp nhăn nào hết, nhìn khá là khó chịu, nhìn nó bệt, và khi mà mình làm vật liệu lên thì nó không có được đẹp, nhìn nó giả. Thế nên mình sẽ làm cái nếp nhăn bằng ZBrush. Trước khi làm thì mình phải convert poly những cái phần này, convert sang poly. Đây. Rồi, mà phần lưới lưới của nó thì phải cỡ này. Nó nhiều lưới cỡ này mình mới làm cho nếp nhăn nó tự nhiên được. Nếu như một cái phần của mình nó không có nhiều lưới thì mình có thể tăng lưới lên. Rồi. Tăng lưới lên thì nó nếp nhăn nó đẹp thôi. Nhưng mà ngược lại thì cái poly của nó cao. Đấy. Thế có thể là mình làm xong rồi sau đó là mình bách một cái vật liệu rồi mình ốp vô. Thì nó như vậy là mình sẽ sử dụng được cái lông poly nhưng mà lại có nếp nhăn. Rồi, ok. Convert lại sang poly. Và export nó ra cái OBJ để chuyển qua ZBrush. Đây mình sẽ đặt tên là nếp nhăn này. Nếp nhăn OBJ. Rồi, bây giờ sẽ import vào đây. Import thì mình phải chuyển cái này sang chế độ là T để import mới ạ, Ctrl N. Import nếp nhăn quanh, rồi kéo xuống giữ shift chọn T. Ok, rồi thì như ở đây lưới thì mình đang có là tầm khoảng 300.000. À, cái phần cũ này là cái cũ rồi, mình tạo ra cái mới rồi. Rồi nếp nhăn thì mình sẽ tham khảo đây. Mình có cái nếp nhăn như thế này, từ góc đi ra, từ góc đi ra, từ góc đi ra. Rồi, thì mình sẽ dựa theo cái tham khảo này để mình làm. Trước tiên là mình sẽ có một cái số cái cọ. Đây, là những cái cọ này. Con này thì mình sẽ gửi kèm theo cái link ở phía dưới comment. Phía dưới phần mô tả thì mọi người vào đây để tải về. Cài đặt copy những cái cọ như này, cọ này là cọ là nếp nhăn, copy OC program file rồi vào cái phần ZBrush này, ZBrush rồi vô cái phần ZBrush reset. Đây đường link này á, thì mọi người sẽ copy bỏ vào đây. Ok, rồi sau đó là mình khởi động lại ZBrush sẽ hiện lại những cái cọ. Rồi sau đó là mình sẽ khởi động lại ZBrush, nó sẽ hiển thị lại những cái cọ cho mình. Những cái cọ đó là những cái cọ này, này, cọ dưới này. Rồi thì
bước này mình sẽ chọn cái cọ này. Người có thể thấy hiển thị nó hiển thị ở trên này. Đó. Thu nhỏ cái size cọ lại. Intensity để vừa phải thôi. Rồi mình sẽ quẹt từ góc đi ra. Như này. Rồi, sau đó là ship. Để làm cho nó mềm đi. Để xoay cái góc này mình xoay để cho nó có cái độ tự nhiên. Mình sẽ làm ngẫu nhiên chứ không có làm theo một cái quy tắc. Vì làm theo quy tắc thì cái hình nó sẽ bị giả. Cái nào xấu thì cứ reset lại để mình sửa thôi. Thường thì ở phía trên này nó cũng sẽ có nếp nhăn. Mình sẽ làm những cái nếp nhăn chính trước. Nhưng cũng nhăn vừa thôi. Nhăn quá thì cái hình của mình này nó bị xấu. Đặc biệt là ở những cái góc này thì nó sẽ có nhăn ở đây. Đó. Như này. Đây là những cái nếp nhăn chính. Bây giờ mình sẽ chuyển cọ sang cọ này, nhấn B để chuyển cọ để làm ra những cái nếp nhăn phụ ở đây trông nó tự nhiên hơn. Tăng intensity lên thì cái nếp nhăn của mình nó rõ. Ở phần dưới này lưới nó không có được đều, không có được nhiều cho nên là cái nếp nhăn nó không có được tự nhiên cho lắm, bị bể. Có thể kéo to lên một chút. Thường nếp nhăn nhiều nó ở những cái góc nhíu này. Rồi những cái đường chỉ. Rồi. Thì tới đây mình sau khi mình kiểm tra xong cái nếp nhăn của mình đã đủ rồi. Vừa phải thôi, đừng có nhiều quá. Thì export ra OBJ.
Tumas. Rồi ở bên Mask mình import lại cái phần nó nhăn. Đây nó chính là cái phần này. Thì trước khi mà mình inbox vô, mình ẩn cái này đi. Đây này mình ẩn cái này đi. Rồi, hoặc là kéo ra ngoài đây đi. Đây kéo ra. Giờ inbox vô lại. Đó mình sẽ được cái phần này. Rồi đã có được một cái ghế có nếp nhăn đầy đủ. Cái này là mình làm nếp nhăn cho nó nổi rõ lên, mọi người có thể thấy rõ, chứ thực chất ra là ở cái phần giữa này nó sẽ không có nhăn nhúm như cái này đâu, nó sẽ căng căng tròn, chỉ là nó có nếp nhăn ở góc. Rồi ok, thì cái bài nếp nhăn bằng ZBrush thì chỉ có dùng đó thôi. Mình thay vì mình phải mất thời gian mình làm bằng 3D Max mình ngồi cả tiếng đồng hồ, thì chuyển qua ZBrush mình chỉ tốn khoảng 10 phút tới 15 phút là xong được một cái phần nếp nhăn. Nếp nhăn làm bằng 3D Max làm như thế nào thì mình sẽ có một video bổ sung và nó sẽ liên kết với video này, mọi người có nhu cầu thì xem thêm video đó. Ok, bài tới đây là hết rồi. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi.